Hello, xin chào quý nhà đầu tư nha. Chào mừng mọi người đã quay lại kênh Ichimoku Club cùng em Lộc ITB ha. Thì hôm nay thì cũng tầm giữa tuần thứ ba ha, thì em sẽ làm một cái video ngắn ha, chia sẻ về cái nhận định của em về thị trường thời gian sắp tới từ đây tới cuối tuần ha, ngắn hạn thôi. Cũng như là anh em mình sẽ xem thử là cái nhóm ngành bất động sản thôi mọi người ha. Hôm nay em thấy là nhiều con nó giảm khá là mạnh nè. Ví dụ như là Phát Đạt ha, Đất Xanh ha, Nhà Bà Rịa nè, HDC nè, cũng như nhiều cổ phiếu khác như DG ha, đều có sự giảm điểm khá là mạnh. Anh em mình sẽ tìm coi mấy con này nó có vi phạm gì chưa nha, và nó có điểm mua mới gì chưa. Đặc biệt là những con hot như Phát Đạt ha. Anh em mình sẽ coi thử luôn. Đầu tiên anh em mình đi coi index trước mọi người ha. Thì hiện tại thì cái xu hướng của khung daily á, thì thật sự thì index của mình mọi người thì nó vẫn đang là sideways thôi mọi người lưu ý ha, vẫn đang là sideways thôi. Cái biên sideways của nó thì hiện tại thì như em nói mọi người ha, thì target của nhịp này là về 1275, về ngay cái đường MA20 này nè. Và cái cũng có nhiều tín hiệu cho thấy là index của mình nó sẽ về đó mọi người nha. Hiện tại thì đối với mọi người nhìn về index của mình là khung khung H1 ha. H1 thì mọi người lưu ý nha. Đối với H1 á, ngày mai á, khung 15 phút nè, ngày mai ha, áp lực đầu phiên á, nếu mà thị trường nó có kéo lên quanh cái điểm mốc là 1262 á, thì nó cũng sẽ có một lực bán xuống lại thôi. Nên mọi người cũng không cần phải FOMO ở đó nha. Nếu mà anh chị nào chưa có hàng bắt được á, thì mọi người chỉ nên đợi là nó về 1259 này nè. Nó test lại 1259 mọi số 10 một lần nữa ha. Nó bật tăng trở lại về thì anh em mình mua hợp lý ha. Thì thật sự thì cái điểm mua đẹp thì cái điểm mua hôm trước rồi. Hôm trước thì em cho mọi người giải ngân rồi đúng không? Anh em mình đã bắt được ngân hàng nè, có ACB, MBB. Bất động sản là có Phát Đạt và con Khang Điền. Chỉ có là một mã chứng khoán á, là em nói mọi người bắt HCM và BVS á, thì nó không về để anh em mình không bắt đâu nha. Còn hiện tại anh em mình đã có 4 mã trong danh mục là hai ngân hàng và hai bất động sản rồi. Anh em mình lưu ý ha. Cái nhịp này với đối với index á, nếu mà index nó về quanh cái mốc 1274, 1275 á, thì em sẽ chốt lãi mọi người. Em sẽ chốt lãi hết ha. Đối với lần này nè, em sẽ đánh thuộc index luôn. Index như thế nào á thì cổ phiếu của em sẽ chốt ngay đó luôn. Em không có dây dưa gì với thị trường đâu mọi người nha. Đối với em cái nhịp này là chỉ có thể là một nhịp hồi về 1274 thôi, chứ không thể có một nhịp mà nó vượt để nó uptrend trở lại là chưa có mọi người nha. Mọi người phải đợi thôi. Đó là về thị trường mọi người ha. Thì nhìn về đồ thị Ichimoku nè, là hiện tại á, Ichimoku á mọi người, thì hiện tại ha, khách sạn của Ichimoku nó sẽ mở ra khá là dài từ đây tới cuối tuần ha. Từ đây cuối tuần thì khách sạn của Ichimoku sẽ mở ra về quanh vùng giá 1274 luôn như em nói ha. Thì về đây á, thì em cũng nói mọi người rồi, em sẽ chốt lại hết nha, không có chừa. Có cổ phiếu nó chưa về điểm chốt em cũng chốt luôn, chốt hết nha. Lần này em sẽ đánh thuận index luôn, em sẽ đánh theo index ha. Và em đợi nó rủ một cú nữa, cái cú mà em kêu là full hàng á, em sẽ đợi nó về luôn lại cái mốc 1245 á, em sẽ đánh full hàng lại ở đây. Còn hiện tại ha, nhưng mà nếu mà nó kịch bản tích cực á, nó đánh nó vượt 1274 á và nó test lại nó giữ vững được ở đây nè, cộng thêm cái mây dày nó đỡ này, thì em sẽ vô hàng lại ở đây ha. Còn không thì em sẽ đợi luôn, nó về 1245 em mua hàng lại ha. Đây là hai kịch bản cho mọi người nè. Nhưng mà chắc chắn là về 1274 em sẽ chốt lại hết nha mọi người. Còn có chuyện nó vượt hay không vượt hay là về không á, thì em tới lúc đó anh em xử lý tiếp ha. Từ ngày mai mọi người lưu ý nha, từ ngày mai cái dao găm 1245 là nó sẽ thành dao găm phẳng. Cái đường màu cam này nè, cộng thêm đường màu vàng ha, hai cái đường dao găm phẳng này nó sẽ tạo ra một vùng hỗ trợ khá là cứng nha. Nên có, nếu mà thật sự thị trường nó lên 1274 nó quay lại nó test một đó, thì anh em mình đừng có sợ vậy, bắt 1245 tiếp vậy em ha. Kịch bản anh em mình đã nói đã hết rồi, đừng có sợ gì hết nha. Cái nhịp này thì em sẽ mua bên dưới bán bên trên mọi người. Cổ phiếu về điểm mua em sẽ mua ha, nhưng mà cổ phiếu index nó tăng đục kháng cự em sẽ bán hết. Đó là chiến lược của em nha. VN Index nè. Khách sạn ngày mai mở ra ha, thì cái điểm về đây. Điểm về chính là về đây, về ngay cái về ngay đây luôn ha. Hy vọng nó về đây ha. Nó không bị tán xuống lại và nó vẫn giữ được ở giá ở nằm trên Kizu và nằm trên May ha. Nhưng mà thật sự thì em nói rồi, về đó thì em sẽ chốt á. Em nghĩ ở đây là một vùng kháng cự khá là cứng á. Một á đường Kizu nè, hai là cái đường trendline giảm nè. Đường gọi là đường trendline giảm ha. Thì anh em sẽ chắc chắn em sẽ chốt lãi hết ở đây. Dòng tiền của index của mình dạo này yếu lắm mọi người. Lưu ý ha.
Target nhịp hồi. Đây mọi người nha, đây target trong dịp hồi ha, về đó cứ bán hết đi mọi người, rồi có nó có test về 1245 hay nó vượt được 1274 nó đóng cửa được ở trên may thì anh em mình tính tiếp ha. Đối với em á, quan trọng nhất á, là nó vẫn phải là đóng được ở trên may này, cộng thêm nó nằm ở trên được ở trên line này nha, thì em mới tự tin em đánh tiếp để về ngang ba mọi người nha. Còn không thì em sẽ bán và em đợi về 1245 em mua và em lên trên này quánh 1270 sẽ bán tiếp ha. Đó là chiến thuật giai đoạn sắp tới của em nha, em đánh trong cái biên độ sideways 30 điểm này thôi. Thôi anh em mình đi qua cái cổ phiếu ha, đầu tiên là như con Phát Đạt này, chiều nay mới bắt đáy được luôn mọi người nè, 20.7 ha. 20.7 á, nếu mà anh em đã bắt đáy được á, thì anh em mình target ngắn hạn của nó sẽ về vùng giá là 21.8 ha, đối Phát Đạt nha. Và nếu mà anh chị em đánh trung hạn á, có thể giữ luôn Phát Đạt ha, về luôn vùng giá là 23.5 luôn. Còn ngắn hạn á, thì sẽ chốt quanh vùng giá là 21.8 nha mọi người. Em thấy cái đợt này Phát Đạt đánh trung hạn vẫn được mọi người nha. Nếu mà anh em đã bắt được giá tốt như vậy nè, cứ cầm ha. Thứ hai là con Khang Điền nè. Khang Điền mọi người thấy không? Nó đánh là anh em mình bắt ngay vô ganh này là vùng giá là em mọi người em nhớ là bắt ngay 33.4 nè, mọi người đợi xíu ha. Chơi bớt ha. Đây Khang Điền là em cho mọi người mua quanh là cửa vùng vùng giá là Khang Điền vùng giá là 33.4 mọi người ha, vùng giá Khang Điền là 33.4 nè, đối với Khang Điền là vùng giá 33.4 ha. Thì cái vùng target của nó Khang Điền á, ngắn hạn á, thì nó mọi người sẽ target cho nó về quanh vùng giá là 34.2 ha, và trung và dài hạn sẽ target về vùng giá là 35 đối với Khang Điền ha. Thứ hai là cổ phiếu cái lệnh Phát Đạt là lệnh bữa trước mọi người nha, cũng có lệnh mới là cái lệnh chiều nay luôn nè, cái lệnh muốn Phát Đạt 20.6 là lệnh bữa trước rồi, cũng có lệnh chiều nay là em cho mọi người bắt lại Phát Đạt nè. Phát Đạt đây canh mưa 20 tới 20.7 nha, chiều nay đã khớp 20.7 rồi. Cái vùng Phát Đạt nếu mà mất 19.6 thì anh em mình bán hết ha. Thứ hai là với lại mình coi là không đợt nên mình không nói mấy con ngân hàng nữa ha, mình chỉ có nói bất động sản thôi, nãy em cũng nói rồi ha. ACB MBB, MBB thì để ngày mai đi, ngày mai nói ha. Thì anh em mình nói tiếp là con như chiều nay DG ha. DG thì hiện tại mọi người, DG hiện tại em thấy là cái trạng thái của DG á, thì hiện tại thì nhìn DG ha, nó đã mất cái hỗ trợ là của nó là cái Kizun này nữa nè. Thì đối với DG anh chị nào đánh ngắn hạn bắt buộc phải thoát ra ngay phiên hôm nay luôn rồi ha. Còn nếu mà để em coi thử cái về cái phương tây của nó thì sao ha, đối với DG nha. Nhìn rối quá. Mở con này đi. Cái này khung tuần ha, cái khung tuần là nó là kháng cự khung tuần của thấy không, nó liên tục này, nó lên nó bị tán lại lên tán xuống lại này, mọi người thấy không, kỹ thuật chỉ cần mình biết xài trendline thôi á là mình đã đánh thuần thục được cổ phiếu rồi, cũng không cần những cái kỹ năng khác ha. Mọi người thấy cái trendline nó hay không, nó liên tục nó lên là bị tán, lên là bị tán ha. Kỹ thuật này cũng khá là căn bản thôi mọi người, cũng dễ ha. Đối với DG ha, con DG này mọi người lưu ý nha, con này nó chưa lấy lại được cái xu hướng gọi là nó chưa phá được cái trend lay giảm của nó mọi người nha, là nó sẽ liên tục gặp kháng cự quanh cái mốc này mọi người nè, quanh cái mốc là 22 ha. Nếu mà mình kể thêm một cái đường trend lay ngắn hạn đi là những
cái đỉnh gần nhất ha. Thì hiện tại ha, DG nó cũng chưa vượt được luôn mọi người. Công DG nó nói chung ai mà có cổ phiếu DG thì nên xử lý ha. Như em là em nếu mà lỗ nhẹ em sẽ xử lý con này, em sẽ chuyển qua những con mạnh hơn như Phát Đạt rồi gì đó, Đắc Xanh rồi gì đó ha. Con này nó muốn nó tăng á, thì bắt buộc thì em nghĩ á, đẹp nhất các mọi người ha, nó phải lấy lại được cái vùng giá là quanh 22 mọi người. 22 á thì em con này mới vô ha. Hoặc là nó phải tạo tín hiệu đảo chiều ở đáy gì đó. Thì em mới tính cái chuyện vô DG được. DG nè, nó phá qua được cái trend giảm của khủng hoảng 1 ha. Hiện tại này, nó mất luôn cái vùng hỗ trợ của MA20 luôn rồi. Con này chưa tạo tín hiệu đảo chiều luôn ha. Liên tục rồi ha, phục hồi là ngay 20 bị tán xuống ha. Không, DG thì em nói mọi người vậy á, nếu mà có hàng lỗ nhẹ thì nên xử lý ha, đổ qua những con mạnh hơn đi. DG hiện tại thì em không thấy nó khả quan lắm nha. À, tiếp theo là anh em mình coi thử con Đắc Xanh ha. Coi mấy mã hot hot thôi. Đắc Xanh thì hôm nay ha, đối với trạng thái Đắc Xanh, Đắc Xanh thì thật sự thì nó về ngay cái đường kháng cự là giá 17 á, thì nó bị bán xuống bình thường thôi mọi người. Anh em nào mà thích Đắc Xanh ha, canh mua quanh vùng giá là 15.9 ha. Ngắn hạn thì Đắc Xanh nó sẽ cho mọi người về vùng giá 16.5 và cũng như là vùng giá 17 ha, đối với Đắc Xanh nha. Đắc Xanh mọi người chỉ xử lý khi nào nó thủng xuống vùng giá 15.6 thôi nha mọi người, cũng không cứ cầm tiếp ha. À, mình coi thử con Vinhome đi. Vinhome thì chắc mọi người phải đợi thôi nha. Vinhome thì bắt buộc phải đợi về vùng giá là 41.3 mới mua được ha. Thì nếu mà nó về 41.3 thì target ngắn hạn của nó sẽ về vùng giá, nếu bắt được 41.3 ha, thì target của mình sẽ về quanh vùng giá là 43.6 đối với Vinhome ha. Và nếu nó mất cái dầu găm này nè, nó đóng cửa dưới vùng giá là 41.2 thì xử lý hết cho em nha. Mình coi thử con Novaland đi. Novaland mà chưa có giá 10 ha. Đối với Novaland chưa có giá 10. Thật sự những con như Novaland như vậy á, thì khi nào em thấy nó lấy được cái Kizun này nè mọi người, thì em mới ưu tiên tham gia nha. Còn không thì chắc là em sẽ chưa tham gia đâu. Con này chưa có dấu hiệu gì là ok hết mọi người nha. Đối với Novaland ha. Đối với Novaland chưa có tín hiệu đảo chiều luôn. Vẫn tiếp tục gặp kháng cự ở đây ha. Đối với Novaland á, mọi người phải đợi nó đóng cửa tầm 10 giá 11, tầm giá là 10.6 á, thì đánh an toàn hơn mọi người nha. Còn nếu mà mọi người cái con này hiện tại thì em không thích con này lắm nha. Như em nếu mà mọi người thích mua thì em nghĩ là mọi người nên đợi vùng giá 10.6 là hợp lý nhất nha. Đóng cửa được, mọi người lưu ý nha, giá đóng cửa nha, nó có quét kệ nó, phải đóng cửa thì nó anh em mình mới mua nha. 10.6 đối với Novaland ha. Và nếu mà nó đóng cửa 10.6 anh em mình mua được á, thì target của nó sẽ về vùng giá tầm 11.3 cho mọi người nha. Và nếu như con này nó phá đáy, tiếp tục phá đáy thì bắt buộc phải xử lý thôi mọi người. Bắt buộc xử lý ha. Chứ đừng có về giá 10 mua vô rồi một đống tiền là chết luôn á. Thôi, cái này thì em Lộc cũng làm một video ngắn thôi ha, để chia sẻ anh chị về cái nhận định thị trường ngắn hạn thôi, cũng như là review sơ cái nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành hot gần đây ha. Anh chị em nào mà yêu mến em Lộc á thì có thể là mở một tài khoản SSA ha, có với cái mã giới thiệu của em Lộc là Y610045 mọi người nha. Mọi người lưu ý nha, mọi người mở tài khoản thì bắt buộc phải nhập cái mã giới thiệu là Y610045 thì mới về team em được ha. Thì hoặc là mọi người có thể là không biết cách mở thì có thể liên hệ qua với em là qua số điện thoại và Zalo ở dưới ha, 0355975468, thì em sẽ hướng dẫn một người mở một cái tài khoản SSA ha. Bữa giờ cũng nhiều anh chị mở ủng hộ em nhưng mà kiểu mở sai cú pháp ha mọi người, cuối cùng tài khoản về người ta hết trơn à. Em cũng khá là tiếc ha, cũng khá là buồn luôn. Nên có gì anh chị em có thể là nếu mà mến em Lộc á thì có thể mở tài khoản đồng hành của em Lộc ha. Bye bye mọi người ha, chúc mọi người có một ngày giao dịch ngày mai thật nhiều may mắn ha. Kỳ vọng từ đây tới cuối tuần vẫn là phục hồi thôi, về 1274 thì chốt lãi mọi người ha, cơ cấu gì đó. Bye bye mọi người nha.